thiết bị đường vào ga 4 cổng. Thì đây, cái hãng của nó SG Gear. Và đây là cái mã của sản phẩm. Thì em sẽ mở cái bát xem cái thiết bị bên trong nó có những cái gì trong đó. Trước khi mở thì bác sẽ có đây, cái thiết bị nó sẽ có một cái bọc mà tránh trường hợp mà chạy, và sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như thông tin của cái sản phẩm. Thì đây là cổng sau, và mặt trước sẽ có bốn nút. Bốn nút này sẽ tương ứng với lại bốn cái cổng ngoài sau đây, 1, 2, 3 và 4, và nó sẽ có bốn cổng đường video. Thì những cái đường video này các bác để yên không cắm cũng không sao, và cái này nó sẽ truyền tải tín hiệu âm thanh. Thì đường out á, nó sẽ lấy từ cái thiết bị giải mã đây, và đường vào nó sẽ vào âm ly. Thì bộ chia này cho phép chia thiết bị có bốn cổng AV thành bốn đầu AV, cắm vào bốn thiết bị có sử dụng đầu AV. Thì cái bộ này rất là tiện sử dụng và không cần phải cắm nguồn. Thì các bác cứ về cứ sử dụng bằng cái những cái đầu AV và bác cắm vào thì phù hợp nhiều cho dàn cái nhạc khác nhau, sử dụng các bộ phận khác nhau, không cần cắm rút, chỉ cần bật công tắc. Khi các bác sử dụng, ví dụ các bác sử dụng cổng 1 ở đây thì các bác cứ bật 1, thì các bác sử dụng 1, 2 thì các bác cứ ấn hai cái cùng một lúc. Và khi các bác bật cái độ 1 này với độ 2 này thì các bác muốn tắt nó thì các bác cứ nhấn vào cái chế độ khác, và khi các bác nhấn nhẹ thì nó sẽ không có còn nữa. Đó. Và một cái bộ này bên em đang có giá là 220.000 cho một bộ. Thì bên em ship COD toàn quốc cho các bác. Thì mọi thông tin bên em á, em sẽ để ở phần mô tả. Thì nếu các bác cứ muốn kết bạn Zalo với em, số Zalo của em là 0935 980 281. Thì em cảm ơn các bác đã xem video của em.